Trận 4. Vâng, tính thời điểm này thì khu 8 đang được 1 điểm và khu 6 được 2 điểm. Vâng, chúng ta hãy chờ xem. Khu 6 được 2 điểm. Khu 8 mới được 1 điểm thôi. Khu 8 phát bóng. Các bạn đang xem trận đấu thứ tư buổi sáng. Khu 5 được 3 điểm. Khu 5 được 3 điểm, khu 6 được 2 điểm và khu 8 được 1 điểm. Bây giờ hai đội, một trong đội này sẽ vào được vòng trong này. Vâng, bóng ngoài sân. Vâng, xét thi đấu chính thức được bắt đầu. Thắng trắng còn khu 6 thì cần thắng 2-1 thôi. Trận đấu thứ tư, xét thứ nhất bắt đầu. Khu 5 được 3 điểm. Khu 6 phát bóng. Phát bóng tốt. Đánh bóng không qua lưới. Điểm số cho khu 8 1-0. Lỗi bê bóng 2-0 cho khu 8. Đánh giữ bóng, điểm bóng cho khu 8 2-0. Trận đầu, khu 4, trận 3. Có đánh đấy, khu 2 là có đánh đấy. Cô cháu hãy thôi chiều bà để cháu diệt cô. Không. Ngoài rồi. Ở ngoài sân, điểm ngoài số sân. Khu 6, 1-2. Đổi điểm cho khu 6, 1-2. Ôm bóng rồi. Dính bóng. 3-1 cho lỗi dính bóng. Đổi điểm cho khu 8, 3-1. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho khu 8, 4-1. 11 cháu rồi ở ngoài này, anh em xung quá ô lên trong chị em. Bóng trong sân. Điểm bóng cho khu 6 2-4. Vâng, tính thời điểm này trong khu bảng B, nếu như trận thi đấu này mà đội tuyển khu 8 bóng tốt thắng tuyệt đối trước khu 6 thì sẽ được vào. Còn đội tuyển khu 6 thì cần thắng khu 8 2-1 là đội tuyển khu 6 cũng đủ điều kiện để vào vòng trong rồi. Vâng, rất đáng tiếc. 5-3 cho khu 8. Đánh bóng không qua lưới, 5-3 cho khu 8. Vâng, trong khu bảng B hiện nay đội tuyển khu 7 đang đứng đầu bảng với 3 trận toàn thắng 9 điểm. Đội tuyển khu 5 đang xếp thứ 2 với 3 điểm. Đội tuyển khu 6 xếp thứ 3 với 2 điểm. Và đội tuyển khu 8 đang xếp thứ 4 với 1 điểm. Về góc đi.
Xanh lót đi. Thằng lót nha. Bóng ngoài sân. 6-4 cho bóng ngoài. 6-4 cho khu 8. Bà đang xem bóng nè. Bỏ góc nhá. Bỏ góc ơi. Em Bơn à. Em Bơn ơi. Ô à. Ô à. Nằm chơi à. Đang nằm chơi à. Đánh bóng ra ngoài. Đổi điểm cho khu 6, 5-6. Ăn chưa? Em ăn chưa? Đây em phải ăn cái này đây. Đó. Cho bon đây. Ủa đạp à? Sẵn sàng đi bừa đi cày à? Rất tốt vào trong cuộc. Và rất đáng tiếc. 7-5 cho khu 8. 7-5 cho khu 8. Cười ghê nhỉ, cười có tiếng rồi đấy. Đi 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 đi. Đi 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 đi. Bóng trong sân. 6-7 trong khu 6. Đánh bóng tốt. Bóng trong sân. 6-7 trong khu 6. Chiều nay bà mới phải đánh 2 trận này. Chiều nay bà phải đánh 2 trận. Bóng chưa sang. Đánh bóng ra ngoài. Đổi điểm cho khu 8. 8-6. Nam đánh xong rồi bắt đầu mới quay về đây này. 9-6 cho khu 8. Chưa về gọi nhá, bây giờ ấm có nào không nghe thấy tiếng. Nhiều ạ. Số 6 là bỏ. Đây là đều có cơ hội vào trong rất cao. Vâng, đáng tiếc. Người ta lội ngược dòng, hôm nay mình lội ngược dòng còn đẹp. Đẹp không bằng. Bóng chưa sang, đội điểm số 6, 7-10. 7-10. Bóng trong cuộc. Chiều. Bóng vẫn còn. 8-10. Đánh bóng không qua lưới. Điểm bóng cho khu 6. 8-10. Vừa chuyển phút 8, 11, 8. Đơn chuyển phút 6, xin dừng lỗi ý. Bước vào buổi chiều ngày hôm nay, 13 tháng 2 âm lịch, sẽ tiếp tục diễn ra các loạt thi đấu ở môn bóng chuyền hơi nữ. Trận thi đấu thứ nhất trong buổi chiều ngày hôm nay đó là công ty HT gặp khu 1. Trận thi đấu thứ hai đó là Thông Tuyên Quang gặp trường học với trường học. Trận thứ ba đó là khu 4 gặp khu 1. Trận thi đấu thứ tư trong buổi chiều ngày hôm nay đó là công ty HT gặp trường học.
và thay mặt ban tổ chức lễ hội Đình Trung xin được thông báo toàn thể các cầu thủ, vận động viên tham gia phục vụ lễ hội chúng ta lưu ý về thời gian và địa điểm thi đấu. Các bạn đang theo dõi set thứ nhất, trận đưa đấu giữa khu 8 và khu 6. 9-1 cho khu 6. Trong khuôn khổ vòng bảng của bảng B giải bóng chuyền hơi. Lễ hội Đình Trung xã Giáp Lai. Đánh bóng tốt. Khanh ở ngoài đi. Vâng, 10-11. Đánh bóng tốt. 10-11. Điểm bóng cho khu 6, 10-11. Vâng, trận thi đấu này thì khu 8 phải giành thắng tuyệt đối trước khu 6 để mới được vào. Và khu 6 thì gần thắng khu 8 là 2-1. Vâng, bóng chưa sang 11 đều. 11 đều. Đó là tuyển khu 8 thức dừng hội ý. Lại phải mở gậy để ra thì phức tạp quá. Đội điểm thứ 8, 12-11. Ông Nam thì để quay trận chung kết. Đánh bóng ra ngoài. 12 đều. Đổi điểm với cô 6, 12 đều. Đánh bóng không qua. Đổi điểm cho khu 8, 13-12. 13-12 khu 8. Bóng vẫn còn. Hai đội cả khu 6 và khu 8 đều muốn vượt lên để có vị trí vào vòng trong. Bóng ngoài sân. 14-12 khu 8. Đập bóng quá mạnh. 14-12. Bóng ra ngoài sân. Điểm bóng cho khu 8, 14-12. Khu 8 phát bóng. Phát bóng tốt. Bóng ngoài sân 13-14. Đánh bóng tốt. Khu 8 đỡ bóng ra ngoài sân. Điểm bóng cho khu 6 13-14. Chỉ đạo lúc hội ý á, chứ còn trong sân mà chỉ đạo là nó dối. Đánh bóng tốt 14 đều. Tốt 14 đều trong khu 6. Hai đội đã rất quyết tâm. Càng về trưa thì khán giả cổ vũ cho hai đội càng đông và càng nhiệt tình hơn. Đánh bóng không qua. Điểm bóng khu 6, 15-14.
trong cuộc. Đội tuyển từ khu 8 15 đều. Đến để ngoài đi mà đạp đi. Phát bóng ảo đội điểm từ khu 6. Phát bóng ra ngoài đội điểm khu 6 16 15. Vâng, phát bóng tốt, ăn điểm trực tiếp 17 15. Khu 8 cố lên. Chênh lệch có 2 điểm thôi. Hai đội đang giằng co quyết liệt. Dính bóng. Đổi điểm cho khu 8, 16, 17. Lỗi dính bóng của khu 6. Đổi điểm cho khu 8, 16, 17. Đánh bóng quá mạnh. Ra ngoài, ngoài sân. Nhiều. Điểm bóng cho khu 8, 17 đều. Hai đội đang cố gắng vươn lên để giành vé vào vòng trong. Không biết đội nào sẽ vào bán kết đây. Dính bóng. Lỗi dính bóng kỹ thuật. 18-17 cho khu 8. Điểm bóng cho khu 8, 18-17. Vâng. Đội tuyển là khu 6 đến tương hội ý. Mười chín mười bảy, vâng, chỉ hai điểm số thôi để kết thúc set thi đấu. Điểm bóng không nhường nhau. Trận thi đấu thứ tư trong buổi sớm ngày hôm nay. Điểm bóng cho khu 8, 19-17. Thôi nhảy. Đội điểm cho khu 6, 18-19. 18-19. Bóng ngoài sân 20-18. Điểm bóng cho khu 8 20-18. Vâng, 21-18. Xin chúc mừng đội tuyển khu 8 giành thắng. Như vậy là set đấu thứ nhất. Trận đấu thứ tư. Vâng, xin mời đội tuyển khu 8 và set đấu thứ hai. Thắng đội tuyển khu 6 21. Vâng, ơi, xét thi đấu thứ hai này, đội tuyển khu 6 mặc áo đỏ ở phía cánh tay trái khán đài chúng tôi. Và đội tuyển khu 8 mặc áo xanh vàng ở phía cánh tay trái tay phải khán đài chúng tôi. Và đội tuyển khu 8 là quyền ra bóng trước, trả bóng cho khu 8. Khu 8 phát bóng. Set thứ 2, trận thứ 4 sáng ngày 13 tháng 2 năm Giáp Thìn, tức là 22 tháng 3 năm 2014. Hai đội khu 6, khu 8 đang thi đấu ở trong phạm vi vòng bảng bảng B của giải bóng chuyền Lễ hội Đình Trung 2014. Lễ hội Đình Trung Giáp Lai 2014. Phát bóng ảo rất đáng tiếc. Đội điểm khu 8 một đều.
Trận thứ hai bắt đầu với hai đội khu 6 khu 8 một đều. Đánh bóng tốt đội điểm khu 6. Đánh bóng tốt đội điểm khu 6. 2-1. Giải vô địch cao tuổi giải nhất ông Hoàng 3-2 đánh bóng không qua lưới đội điểm cho khu 8 3-2 giải 3 hôm nay đẹp quá không bị gió còn giải nữa giải nhất bà Trinh bà Ngọc Trinh Mạnh giải nhì đánh bóng tốt 4-2 đánh bóng tốt giải ba điểm bóng khu 8 4-2 bóng cao chán 3-4-6 bóng ngoài sân 4-0 6-5-4 khoảng 10 rưỡi. Nó về nhà rồi, giờ nó về nhà nó mới bảo nó là không điện trước. Nhá, thế nhá. Rồi. Bóng chưa xa 10 năm đánh bóng không qua đánh bóng không qua lưới điểm bóng cho khu 6 10 năm. Đội điểm cho khu 8 6-2 đánh bóng ra ngoài đội điểm khu 8 6-10 khu 6 hiện nay củng cố lực lượng đánh rất đều bóng điểm bóng cho khu 6 11-6 nhồi vừa thôi nó mệt quá. Lỗi dính bóng. Đổi điểm cho khu 8. 7-11. Đội
Hai đội có vẻ ngang tài ngang sức, vừa công vừa thủ rất là đều. Hai đội đang rất cố gắng cống hiến cho các khán giả những pha bóng rất đẹp, rất hay, đánh bóng ra ngoài. 81 cho khu 8. Đổi điểm cho khu 8. 81. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho khu 6, 12-8. 12-8. Cú 8 cố lên, hiện nay đang chênh 4 điểm rồi. Hai đội đều đang hết sức cố gắng vươn lên. Thắng ở trong trận này để có thời cơ vào vòng trong. Vâng, đây là pha bóng giằng co của cả hai đội. Không tốt. 13-8 cho khu 6. Đánh bóng tốt, 13-8. Khu 6 đang vươn lên dẫn điểm. Hiện nay khu 6 đã dẫn 5 điểm. Khu 8 cố lên. Đã bóng tốt, đổi điểm đến khu 8, 9, 13. À, 14, 9. Đánh bóng vội vàng, không qua lưới. Điểm bóng khu 6, 14, 9. Phát bóng tốt. Điểm 2, không tốt, 15, 9 là khu 6. Khu 6 đỡ bóng ra ngoài, khu 8 đỡ bóng ra ngoài, điểm bóng khu 6 15-9. Rồi. Đánh bóng ra ngoài. 16-9. Điểm bóng cho khu 6, 16-9. Đổi
đánh bóng qua lưới. Vâng, khoảng cách 8 điểm. Điểm bóng chung có 6. 4 điểm nữa kết thúc, chúng ta chờ 7-9. Bóng trong cuộc. Điểm bóng trong khu 6, 18-9. Hiện nay đã tranh nhau 9 điểm. Liệu khu 8 có lội ngược dòng được không? Có lẽ sát đấu thứ hai là nhường phần thắng về trong khu 6 để cho khán giả tiếp tục được thưởng thức xét thứ 3 trong trận đấu thứ 4 sáng ngày 13 tháng 2 năm Giáp Thìn. Rất tốt. 19-9. Đây chỉ 2 điểm số thôi, chúng ta chờ xem. Xét con số 9. 2 điểm số nữa. Đánh bóng tốt. Khu 6 đang rất cao. Điểm bóng trong khu 6. Rất đáng tiếc. Phát bóng không qua lưới. Quá vội vàng. Đổi điểm khu 8, 10, 19. 19. Cái bà kia hay quá, người ta đang đánh bóng đi vào sân. Con ngủ đấy phải. Bóng chạy vào sân. Đánh lại rồi, cho bạn đánh lại thang rồi. Chậm ta chạy lại phòng mất rồi. Vâng, chậm ta cho đánh lại phòng mất rồi. Vâng, cú 8 đang phát, cú 8 đang phát. Nhìn ra tay trọng tài. Chả hiểu ra nào. Người ta đưa hai tay là đánh lại rồi. Đánh hô lên. Không được đánh lại nên là hôm nay đánh bóng hảo. 20-10. Đánh bóng đập bóng quá mạnh, bóng ra ngoài. Điểm số cho cô 6 20-10. Khi thế khu 6 đang lên. Trong sân. Như vậy, set thứ 2, 21-10, nghiêng về khu 6. Vâng, nếu như khu 6 thắng ở set thi đấu quyết định này thì khu 6 sẽ vào trong. Và nếu như khu 6 thua ở set thi đấu quyết định này thì hai đội cùng dắt tay nhau về quê. Vâng, sẽ được quyết định được bắt đầu. Điểm số đầu tiên được khu 8. Điểm số đầu tiên được khu 8. Ngoài sân. Đội điểm số 6 1-0.
Ánh bóng chưa sang. 2-1 cho khu 6. Có mạng không vào kênh luôn đâu, tôi vào thôi. Mở máy, mở máy. Đấy nhá, vào YouTube này. 3-1 cho khu 6. Này, sau này Nguyễn Phú này. Thanh Thủy này nó mới ra. Nguyễn Phú không nó ra Nguyễn Phú Trọng. Đây này. Đây nha, ra đây rồi này. Nha. Có người nó gọi Thanh Thủy Phú Thọ cũng được. Đây. Ra đăng ký này. Thế xong bà phải nhấp vào cái biểu tượng này của tôi này. Nha. Khi ra kênh rồi nó bắt đầu nhấp biểu tượng, nhấp vào video. Rồi rồi rồi. Đấy. Nhớ video thì nó mới ra được. Cảm ơn bà nhá, một đăng ký. Để xem thấy hay thì chia sẻ thật nhiều và để cho bạn bè mình khắp nơi, mọi người ở xa đang quan tâm, rất quan tâm đến lễ hội của làng quê đấy. Đội điểm cho khu 8, 2-3. Đội điểm cho khu 6, 4-2. 4-2. Hãy chờ xem. Đánh bóng không qua lưới, đội điểm khu 6, 4-2. Đánh bóng tốt, đội điểm cho khu 8, 3-4. 3-4 khu 8. Đánh bóng quá tốt. Đổi điểm cho khu 8. Và phát bóng trực tiếp 4-0. Mạng kém thế nhỉ? Năm bốn cho khu 8. Vâng, đội chuyển. Rồi. Phát bóng tốt, 6-4. Phát bóng tốt, 6-4 cho khu 8. Rồi, phát bóng hảo, đội điểm cho khu 6, 5-7. An toàn em ơi, an toàn thôi. Đánh bóng tốt. Vâng, đánh bóng tốt. Điểm bóng 6-7, 6-7. Vâng, xin mời hai đội đổi sân ạ. Xin mời hai đội đổi sân. Ngọc ơi, cho khu 6 vào đi.
Vâng, điểm số này đang là 6-8. Hai đội tiếp tục thi đấu. Bảy tám, 7-8 đến phút 6. Vâng, hiện nay khu 6 đang cắt chiêu. Khu 6, khu 8, cố lên. Tám đều. Bóng lăn trên lưới, rơi xuống tự do. Điểm bóng cho khu 6, 8 đều. Chín tám cho bóng không qua lưới. Điểm bóng khu 6, 9-8. Bóng trong sân, điểm bóng 18 cho khu 6. Bóng trong sân 18. Vâng, 4 điểm số thôi, các anh chờ xem khoảng cách 3 điểm. Không còn gì để mất nữa, đánh mạnh vào. Ngoài thôi. Wow, không ngoài đâu. Đấy. Đánh thế người ta gọi là đánh xấu. Đúng rồi, đánh quá. 12-8. 12-8. Đánh thế quá xấu. Rồi. Khu 8 vẫn phải cố lên. Bóng là phải có đội thắng đội thua. Đánh nhiệt tình thế đấy. Khu 8 lấy lại tinh thần đi để mua sau. 9-13. Bóng vào. Rồi, cứ nhiệt tình vào. Bóng trong cuộc. Biết được bóng cái là sang luôn. Hai đội thi đấu rất là tập trung. Bóng ra ngoài. 10-13. Bóng đội tuyển đang có 6 dừng hội ý. Vâng, hết thời gian hội ý, hai đội tiếp tục. Điểm số này đang là 10-13. Hai đội quả thôi.
đang báo 14. Một điểm số thôi, đội tuyển quốc 6 sẽ nhập vào. Một điểm thôi, điểm được không? Cô 6 được 2 triệu của Quốc Thành rồi. Bóng ngoài rồi, bóng ngoài rồi. Quốc 6 cùng đội tuyển quốc 6 rồi. Và đứng kỳ bảng B. Chúc mừng đội tuyển quốc 6.